con đường Đồng Khởi. Wow, đi uống cà phê trước khi đi nha. Nãy giờ nó chạy vòng vòng rất là khắp Sài Gòn nữa, chung giờ ra tới chợ Bến Thành luôn. Ai mà lần đầu tiên vào Sài Gòn thì nên đi cái này, đi cái xe bus này tuần thử. Mình sẽ được tham quan tận tật Sài Gòn luôn, cực đã. Mướp hả? Cái này vườn mướp. Hai năm thì mình sẽ có món tiểu hổ xào mướp nha. Cảm ơn cô như cô. Hiện nay đang chuẩn bị đi xe bus 2 tầng. Ở đây gió cực gió luôn. Gió đẩy lên khỏi cần phải đi bộ. Ra đây gió nó thổi cực luôn á. Yeah, tí nữa mình sẽ trải nghiệm xe bus 2 tầng nha. Đây xin giới thiệu chuẩn bị đi ra khu xe bus 2 tầng. Nhưng mà đông quá trời đông. Mày xe đi Cà Mau luôn sao người ta đi đông dữ không biết. Đáng lẽ đi xe bus 2 tầng đông quá, đánh lộn lại mấy nhỏ kia nó dần dịt dữ lắm. Mình ghé đây uống trà sữa Dung đãi. Hôm nay Dung đãi hết từ A đến Z. Đây xin giới thiệu trà sữa ô long. Nghĩ mệt xíu nữa trời tối rồi mình sẽ ra thử phần mai lại với xe bus 2 tầng. Công nhận trà sữa đây uống ngon thật luôn. Chuyên châu trắng chuyên châu trắng nó sẽ rất là lạ luôn. Dù mới nói uống ở đây thích tới sáng luôn, bởi vì ở đây trà rất là nhiều và rất là ngon. Thế đó trà ta lấy từ bên Trung Quốc qua Trung Quốc Đài Loan ấy. chứ không phải là Trung Quốc Vũ Hán nha. Nói gì ông Thanh, uống đây ngon Thanh. Tạm được trúng đất chờ từ ra quán để nói không có trong quán này dám nói tạm được. Dịch bệnh này ra phố đi bộ, người nước ngoài người ta làm nhiều cái loại hình để xin tiếp còn nhiều hơn người Việt Nam nhé. Quá là nhiều. Oh yeah. Xin giới thiệu đây là xe bus 2 tầng. Bây giờ sẽ đi lên lầu nha. Lên Nhung ơi. Đi lên. Xe bus 2 tầng mà nó sợ ói nữa. Lên giúp. Nếu mà mình mua vé trước dự trữ cho em nha. Em không biết là có chắc mình có đi hay không, hay là nếu mà mình chắc chắn thì mình mua vé. Ngồi đó. Ê, mình ngồi chung 4 người đi vui không? Hai ghế đây. Rồi tăng ngồi rồi chứ. Đây, bây giờ đi xe bus 2 tầng. Wow. Đợi nhà hát thành phố. Vô. Con này mua vé số bị lừa. Đây, con này mua vé số bị lừa đây. Để ngược lại kìa. Nó mua vé số mà cái bà bán vé số, rồi. Sau khi dò cũng chập lắc luôn. Ok. Hello. Lần đầu tiên xe bus 2 tầng. Ủa, người ta xuống rồi kìa. Lần đầu tiên đi xe bus 2 tầng. Đợi từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối thì đi. Dành giật đổ mồ hôi sôi nước mắt. Dành giật với mấy đứa trẻ. Mê nó ngủ 2 giấc. Đây, nãy giờ đi xe bus 2 tầng. Bây giờ đợi thì bây giờ xe mới chuẩn bị khởi hành nha. Wow. Ngồi trên này cũng khá là cao luôn á, nhìn xuống dưới cũng rất là cao luôn á. Xe người ta chạy ngang luôn. Cái này đứng khoảng như mình đứng ở tầng lửng á, tầng lửng mình đi vòng vòng. Ngồi trên này đông, với lại mình đeo khẩu trang cho lịch sự. Xe khởi động rồi. Xanh như trang giấy trắng, anh vẽ bức tranh yêu đương thật đẹp, trong đó có hai trái tim kề bên.
nguyện thề đi chung trên con đường yêu, dẫu thế nào ta vẫn ở bên nhau. Chàng giấy trắng đó đêm nay hào gầy, vì em xa anh ra đi chốn ấy. Anh nhớ nơi đây cô đơn bao ngày, năm tháng trái tim vẫn luôn còn đây, mà người xa anh xa luôn tầm tay. Hứa quay về sao anh chờ hoài trang thang. À, nãy giờ đi qua nhiều tuyến đường, giờ mới dám cởi khẩu trang ra. Cởi khẩu trang ra nói xíu thôi cho nó dễ. Qua wow, ngoài trên này cực mát luôn. À, đặc biệt là hình như ngày lễ cho nên là người ta giảm giá vé xe bus còn 330, còn có 150 đi cũng được. Wow, đi qua các tòa nhà ngồi trên cao nhìn đã thiệt. Đúng là một trải nghiệm thú vị ở Sài Gòn, mọi người nên đi ghé thử nha. Mát mẻ lắm nha, đi buổi tối mát mẻ lắm nha. Mình ngồi trên xe bus 2 tầng này thì người ta sẽ cho mình đi vòng quanh Sài Gòn, sau đó người ta sẽ đi ra quốc lộ 1A để đi về Cà Mau cho mọi người. Nếu như ai cần đi Cà Mau thì chỉ cần ngồi im trên xe thôi, tốn theo một người 750.000 nữa. Đi thẳng Cà Mau luôn, Cà Mau mà đi xe này là nhìn ban đêm đẹp lắm. Mình đi ở đây thì người ta sẽ dừng ở tất cả những nơi nổi tiếng nhất Sài Gòn. Hiện nay mình đang ghé ngang nhà thờ Đức Bà. Wow, đang ghé ngang nhà thờ Đức Bà nha. Nhà thờ Đức Bà lần đầu tiên được nhìn nhà thờ Đức Bà ở trên một cái tầm nhìn mới, nhìn nó cũng lạ. Lần đầu tiên nhìn nhà thờ Đức Bà ở cái tầm nhìn mới lạ. Wow, bây giờ sẽ vòng qua bưu điện thành phố. Đúng là nhìn trên này rất là đẹp luôn. Chạy xe gió rất là nhiều. Bưu điện phố. Đi qua những cơn gió. Sau khi đi xe bus 2 tầng đúng là một trải nghiệm cực kỳ thú vị luôn. Mọi người nên đi ha. Ai mà lần đầu tiên vào Sài Gòn thì nên đi cái này, đi cái xe bus 2 tầng thử. Mình sẽ được tham quan tận tật Sài Gòn luôn. Cực đã. Đã lắm. Mà vui ha. Vừa mát vừa vui. À, đi đêm đẹp hả? Đi về ngủ đã luôn. Mà đi như uống cà phê nha. Uống cà phê trước khi đi nha. Con này nó đi nó uống cà phê lên. Uống cà phê, nó ngủ. Uống trời phê ơi. Đi, bây giờ đi ăn. Sau khi con Dung nó dụ dỗ người ta đã mượn được cái ván trực. Đẩy. Rồi, ok. Rồi, đẩy đi. Ê, lụm lại đền giờ. Sau một ngày đi mệt mỏi đi xe bus rồi chơi từ lưa hết, thì có người giới thiệu vô quán bún bò này rất ngon nha, rất nổi tiếng. Đây xin giới thiệu. Xin giới thiệu Hoàng Ti, quá quen. Trong này bán bún bò ăn cũng ngon nha mọi người. Tự nhiên nó thèm bún bò quá. Dung nó thèm bún bò quá mà nó nói không biết ăn bún bò đâu ngon, nên thôi ghéo Hoàng Ti ăn. Ủa, mấy giờ cơm? 2 giờ cơm. Dung, thử nước mía coi ngon không? Quá trời. Đây, nước mía không đường nha. Ta lộn, nước mía không tắc. Ngon. Nó ngọt gắt luôn. Hai mượn. Vậy thêm miếng tắc đi. Tại vì lúc đầu mượn, mày đặt kêu nước mía không? Không, ý là tổng là nước mía. Có nước mía gì, nước mía sầu riêng. À, rồi cái kia nước mía thường nữa không? Nước mía bình thường là nước mía có tắc. Cái này là bún gì? Cái này là bún gì? Bún bò giò nạc. Giò gì? Giò nạc đúng không? Rồi đây bún bò đã ra. Nó dắt chanh vô ăn nha bà con. Thiếu ớt nha bà con. Bỏ ớt vô. Đây. Ớt đây. Ông nội. Khanh an tâm. Quay cho nó ăn như heo vậy đó. Kìa, sa tế kìa. Sa tế bên phải á. Ớt sa tế hả? Ừ. Cái chén nước chấm không? Cái chén này được nước chấm không? Xin đi. Ở đây xin người ta đưa. Rồi, bún bò nhìn hấp dẫn quá. Wow. Sau khi ăn bún bò xong thì mình sẽ ăn chè khúc bạch rất là ngon nha. Nhưng mà ai cũng no quá rồi, không ăn khúc bạch nổi cho nên người ta có cho đem về đó. Người ta cho đem về mà mình phải trả tiền nha. Tại vì mình trả tiền rồi mình không ăn ở đây nổi nên mình sẽ đem về. Hôm nay đi về miền quê sông nước,
về quê sông nước quê ngoại anh Thắng. Về quê ngoại anh Thắng câu cá. Có cá không mày? Chưa có mồi. Có cá không? Hôm bữa người ta phóng sinh đó, hôm bữa người ta phóng sinh gì luôn á. Cái này câu lên rồi thả xuống nha. Câu lên rồi thả xuống, tại người ta phóng sinh á. À, chưa có mồi hả? Rồi. Nay đi có con quỷ dung nữa. Câu cá không dung. Về quê câu mà có người phá cho nên mình không có câu được đâu. Đây. Về câu mà ngếch này nó phá quá, cái thả mồi xuống là ngếch này nó dí theo hết. Đó, trời má ơi. Ếch tinh rồi, nó me mình xuống. Nó chụp. Cái thả mồi xuống là ngếch nó dí. Gán bắt được ngếch đi Dung. Gán vớt nó. Ừ nó ngay kia nó ăn kìa. Giật lên, giật lên. Chưa, chưa. Ơi. Hôm nay đi câu mà bị ngếch này nó phá rồi. Chán ghê. Nó giữ cần câu luôn. À. Giật lên luôn. Hôm nay về quê anh Thắng có con mèo dễ thương quá nè. Dưới này mát lắm luôn á. Mát ơi là mát. À nhà nó còn có giường giường gì nè. Cái này là gì Thắng? Bí hả? Mướp hả? Ừ. Cái này vườn mướp. Nó mà chưa có trái. Má nó mới gieo à. Đây tự nhiên ở đây có con mèo nè. Đó. Con này chừng nào mà con này 3 tháng. Chừng nào trời má ơi. Con này 3 tháng. Chừng nào mà nó được 2 năm thì mình sẽ có món tiểu hổ xào mướp nha. Tiểu hổ xào mướp. Đi đi nó đánh chết vậy. À, về quê thì má thằng Thắng chiên cho cá chiên đãi mọi người. Cái này má nó nói cuốn bánh ché ăn ngon cực kỳ. Cảm ơn cô nha cô.